Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Ý nghĩa của việc thấu hiểu tâm hồn. Trích trong Cuộc Đời Phía Trước, tác giả Trishnamurti. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấu hiểu được toàn bộ vấn đề phức tạp về tình yêu, trừ khi chúng ta thấu hiểu được một vấn đề khác cũng phức tạp không kém, đó là tâm hồn. Bạn có nhận thấy rằng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta là những người hay tò mò tọc mạch thế nào không? Chúng ta muốn biết, chúng ta muốn nhìn thấy được nhiều điều hơn mọi người. Tâm hồn khi chúng ta còn trẻ luôn rất linh hoạt, tỉnh táo, hiếu kỳ và luôn muốn tìm nhiều, nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta dễ dàng tiếp thu được môn toán học, địa lý học và vân vân. Khi chúng ta lớn lên, tâm hồn chúng ta ngày càng trở nên rắn chắc hơn, nặng nề hơn, mờ đục hơn. Bạn không nhận thấy rằng có rất nhiều người mang trong lòng mình những định kiến, thành kiến nhất định nào đó sao? Tâm hồn họ không cởi mở. Họ tiếp cận mọi thứ từ một góc độ nhất định nào đó, từ một quan điểm nhất định nào đó, từ một định kiến nhất định nào đó. Giờ đây, bạn còn trẻ, nhưng nếu bạn không thận trọng, tâm hồn bạn cũng sẽ trở nên như thế. Vậy thì điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm hiểu tâm hồn và tìm hiểu xem liệu thay vì ngày càng trở nên mờ đục, chúng ta có thể uốn nắn nó để nó có thể thấu hiểu được tất cả mọi góc độ của cuộc sống này được không? Không phải thế sao? Bạn không cần phải tìm hiểu phương thức vận hành của tâm hồn và tìm hiểu cách yêu thương sao? Chính tâm hồn đã hủy diệt tình yêu. Những người chỉ biết đến khôn lanh, xảo quyệt là những người không bao giờ biết được tình yêu là gì. Bởi vì tâm hồn họ, mặc dù rất sắc bén, luôn luôn rất nông cạn, hời hợt, thiển cận. Họ sống một cách hời hợt và tình yêu không phải là một thứ gì đó xuất hiện ở mức độ hời hợt như thế. Tâm hồn là gì? Tôi không có ý muốn nói về não bộ, về cấu trúc thể chất đâu nhé. Chúng ta đang tìm hiểu tâm hồn là gì. Tâm hồn luôn nói, tôi nghĩ rằng đó là của tôi đau khổ, tôi ganh tị, tôi yêu thương, tôi căm thù, tôi là một người Ấn Độ, tôi là một người Hồi giáo, tôi tin vào điều này và tôi không tin vào điều kia, tôi biết và bạn không biết, tôi ngưỡng mộ, tôi coi khinh, tôi muốn, tôi không muốn. Tất cả những suy nghĩ này là gì? Trừ khi bạn bắt đầu tìm hiểu và hòa mình cùng toàn bộ quá trình suy nghĩ được gọi là tâm hồn này, trừ khi bạn hoàn toàn ý thức được nó trong chính mình. Nếu không, thấy khi bạn lớn lên, bạn sẽ trở nên cứng nhắc, mờ đục và bị ép vào một khuôn khổ tư duy suy nghĩ nào đó. Thế thứ mà chúng ta gọi là tâm hồn này là gì? Đó là lối suy nghĩ của chúng ta, không phải vậy sao? Tôi đang nói về tâm hồn của bạn, không phải tâm hồn của một người nào đó. Cách bạn suy nghĩ và cảm nhận, cách bạn quan sát cây cối, vườn tược, chim chóc, cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về những ngư dân, những nông dân. Tâm hồn bạn, khi bạn lớn lên, dần dần bị biến dạng hoặc bị rập khuôn vào một khuôn mẫu nào đó. Bạn muốn một thứ gì đó, bạn khao khát nó, bạn muốn trở thành một cái gì đó, và khao khát này tạo ra một khuôn mẫu. Điều đó có nghĩa là tâm hồn bạn tạo ra khuôn mẫu và bị mắc kẹt trong khuôn mẫu đó. Chính khao khát của bạn đã làm đóng băng tâm hồn bạn. Ví dụ, bạn muốn trở thành một người giàu có. Khao khát muốn được giàu có này tạo ra một khuôn mẫu, và sau đó lối suy nghĩ của bạn bị mắc kẹt trong đó. Bạn chỉ có thể suy nghĩ về trong khuôn mẫu gò ép này. Bạn không thể vượt ra được.
thế nên tâm hồn bạn dần dần bị đóng băng. Nó trở nên cứng nhắc, mờ đục. Hoặc nếu bạn tin vào một điều gì đó, tin vào Thượng Đế, tin vào Chúa Trời, tin vào một hệ thống chính trị nào đó, chính niềm tin này tạo ra một khuôn mẫu, bởi vì nó là sản phẩm của những khao khát trong bạn, và khao khát trong bạn càng củng cố thêm bức tường trắng của khuôn mẫu này. Dần dần tâm hồn bạn trở nên mất khả năng hòa nhập, biến đổi, sắc sảo, sáng suốt, bởi vì bạn bị mắc kẹt trong mê hồn trận của những khao khát của chính mình. Vì thế, trừ khi chúng ta bắt tay vào tìm hiểu khám phá quá trình suy nghĩ này, quá trình mà chúng ta gọi là tâm hồn, trừ khi chúng ta thấu hiểu được toàn bộ quá trình suy nghĩ của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không thể nào biết được tình yêu là gì. Tình yêu sẽ không bao giờ có thể xuất hiện nếu tâm hồn bạn luôn khao khát một điều gì đó, vận hành theo một hướng nhất định nào đó. Ví dụ, tôi sở hữu vợ hoặc chồng tôi, bạn sở hữu một bộ cánh đẹp. Nếu một người nào đó lấy đi bộ cánh đẹp đẽ của bạn, bạn sẽ buồn rầu, cấu tiếc, tức giận. Tại sao vậy? Bởi vì bạn luôn tâm niệm rằng bộ cánh đẹp đó là vật sở hữu của bạn, là tài sản của bạn. Bạn sở hữu nó, và qua việc sở hữu nó, bạn cảm thấy rằng mình là người giàu có. Không phải vậy sao? Qua việc sở hữu nhiều quần áo, bạn cảm thấy rằng mình giàu có. Và khi một người nào đó lấy đi những quần áo của bạn, bạn cảm thấy tức tối, bởi vì trong tâm hồn bạn luôn xuất hiện khao khát muốn được giàu có, muốn được sở hữu. Vậy thì chính khao khát muốn được sở hữu tạo ra một rào cản khiến tình yêu không thể xuất hiện. Không phải vậy sao? Nếu tôi có bạn, sở hữu bạn, thì đó có phải là tình yêu không? Tôi sở hữu bạn giống như việc tôi sở hữu một chiếc xe ca, một tấm áo khoác, một bộ cánh. Bởi vì trong trạng thái sở hữu, tôi cảm thấy rất hài lòng và tôi phụ thuộc vào cảm xúc đó. Cảm xúc đó rất quan trọng đối với tinh thần của tôi. Cảm xúc về sự sở hữu, sự phụ thuộc tình cảm vào người khác là những gì chúng ta gọi là tình yêu. Nhưng nếu bạn tìm hiểu sâu sắc về nó, bạn sẽ nhận thấy rằng phía sau từ ngữ tình yêu này, tâm hồn bạn vẫn luôn tìm kiếm sự hài lòng thỏa mãn từ sự sở hữu. Cuối cùng, khi bạn sở hữu nhiều quần áo đẹp, hoặc một chiếc xe ca sang trọng, hoặc một căn nhà đồ sộ, thì cảm xúc rằng nó là của bạn sẽ giúp bạn có được sự hài lòng thỏa mãn cao độ. Trong sự khao khát, thèm muốn, tâm hồn tạo ra một khuôn khổ, một kiểu mẫu, và nó bị mắc kẹt trong khuôn mẫu này. Sau đó, nó trở nên mệt mỏi, mờ đục, ngu dại, ích kỷ. Tâm hồn là trung tâm điểm của cảm xúc về sự sở hữu này. Cảm xúc về tôi và cái của tôi. Tôi sở hữu một cái gì đó. Tôi là một người to lớn. Tôi là một người nhỏ nhoi. Tôi bị lăng mạ, sỉ nhục. Tôi hài lòng. Tôi khôn ngoan. Tôi rất đẹp. Tôi muốn trở thành một người nào đó. Tôi là con trai hoặc con gái của một người nào đó. Cảm xúc về tôi và cái của tôi chính là cốt lõi tâm hồn, và nó chính là tâm hồn. Tâm hồn càng sở hữu nhiều những cảm xúc về sự sở hữu, thì nó càng củng cố thêm những bức tường rào quanh chính nó và trở nên cùng lục, xấu xí, hèn mọn. Rồi thì nó đau khổ, vì trong phạm vi tù túng này chắc chắn luôn xuất hiện những đau khổ. Bởi vì nó đau khổ nên nó nói mình phải làm gì đây? Nhưng thay vì đạp đổ những bức tường trắng quanh mình bằng cách ý thức, suy nghĩ chín chắn, tìm hiểu sâu sắc toàn bộ quá trình vận hành của chính nó, tìm hiểu toàn bộ quá trình cấu thành chính nó, thay vì thế, nó lại cố gắng tìm cách sở hữu những vật chất ngoại vi để rồi
nó lại củng cố thêm bức tường trắng này. Vì thế, tâm hồn dần dần trở thành một rào cản đối với tình yêu, và không hiểu biết thấu đáo được tâm hồn thì chúng ta sẽ không thể nào biết được tình yêu là gì. Tâm hồn của chúng ta không phải là một công cụ dùng để so sánh sao? Bạn biết rằng so sánh là gì chứ? Bạn nói cái này tốt hơn cái kia. Bạn so sánh chính bản thân mình với một người nào đó đẹp hơn hoặc kém thông minh hơn. Cũng có sự so sánh xuất hiện khi bạn nói rằng tôi nhớ dòng sông mà tôi đã được đến cách đây một năm, nó vẫn đẹp hơn dòng sông này. Bạn so sánh chính bản thân mình với một vị thánh, với một vị anh hùng nào đó, với lý tưởng cuối cùng. Sự so sánh này khiến tâm hồn bạn trở nên mờ đục. Nó không giúp tâm hồn bạn linh hoạt lên. Nó không giúp tâm hồn bạn được sáng suốt. Nó không giúp tâm hồn bạn có thể quan sát được tổng thể. Khi bạn liên tục so sánh thì điều gì xảy ra? Khi bạn không thấy cảnh hoàng hôn và bạn lập tức so sánh nó với cảnh hoàng hôn trước đó bạn đã từng trông thấy, hoặc khi bạn nói ngọn núi đó tuyệt đẹp nhưng cách đây 2 năm tôi đã được nhìn thấy một ngọn núi khác còn đẹp hơn như thế, thì khi đó bạn thực sự chẳng để ý gì đến vẻ đẹp đang diễn ra trước mắt bạn chút nào. Vì thế, sự so sánh khiến bạn không còn khả năng quan sát một cách hoàn toàn. Nếu khi tôi trông thấy bạn, tôi nói tôi còn biết một người xinh đẹp hơn, thì khi đó tôi hoàn toàn chẳng hề ngắm nhìn bạn, không phải vậy sao? Khi ấy, tâm hồn tôi liên tục bị chiếm đóng, chất đầy bởi một hình ảnh khác. Để thực sự ngắm nhìn được cảnh hoàng hôn trong bạn, nhất thiết không được tồn tại những so sánh. Để thực sự ngắm nhìn bạn, tôi nhất thiết không được so sánh bạn với bất kỳ một người nào khác cả. Chỉ khi tôi tập trung hoàn toàn vào việc ngắm nhìn bạn, đồng thời trong tôi không hề có bất kỳ sự so sánh nào cả, thì tôi mới có thể thấu hiểu được bạn. Khi tôi so sánh bạn với một người khác, khi ấy tôi không hiểu gì về bạn. Tôi chỉ đơn giản là phán xét bạn. Tôi nói rằng bạn thế này hoặc thế nọ. Sự ngu muội xuất hiện khi có sự so sánh. Bởi vì khi so sánh bạn với một người nào đó, thì khi đó tôi đã đánh mất chân giá trị của mình. Nhưng khi tôi ngắm nhìn bạn mà không hề so sánh, thì khi đó tôi chỉ ngắm nhìn bạn để tìm hiểu bạn. Và trong chính sự quan tâm đó, đương nhiên sự quan tâm này không hề mang tính so sánh, xuất hiện sự sáng suốt, và đó là chân giá trị của con người. Khi nào tâm hồn còn so sánh, khi đó không thể có tình yêu xuất hiện. Và tâm hồn liên tục so sánh, cân đo, đồng đếm, phán xét, không phải như thế sao? Nó liên tục quan sát nhằm tìm ra những điểm yếu. Vì thế, khi đó không thể có sự hiện diện của tình yêu. Khi người mẹ và người cha yêu thương con cái của họ, họ không so sánh đứa này với đứa khác. Nhưng bạn so sánh chính bản thân mình với một người nào đó tốt hơn, xuất sắc hơn, giàu có hơn. Bạn liên tục quan tâm đến chính bản thân mình trong mối quan hệ với một người nào đó. Vì thế, bạn khiến chính bản thân mình không có tình yêu. Theo cách này mà tâm hồn ngày càng liên tục so sánh nhiều hơn, ngày càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, ngày càng ích kỷ hơn, ngày càng phụ thuộc hơn. Thế nên nó tạo ra một khuôn mẫu và nó bị mắc kẹt trong chính khuôn mẫu đó. Bởi vì nó không thể nhìn thấy bất kỳ đối tượng nào một cách mới mẻ. Một lần nữa, nó hủy diệt hương thơm của cuộc sống này. Hương thơm này chính là tình yêu. Người chất vấn: thế chúng ta nên xin Thượng Đế ban cho chúng ta điều gì? Krishnamurti: bạn rất quan tâm đến Thượng Đế, không phải vậy sao? Tại sao vậy? Bởi vì tâm hồn bạn luôn khao khát có một thứ gì đó, luôn thèm muốn một điều gì đó. Thế nên nó liên tục chuyển động không yên.
nó luôn bị kích động. Nếu tôi mong đợi một thứ gì đó từ phía bạn, thì tâm hồn tôi ngay lập tức bị rung động, không phải vậy sao? Bạn muốn biết rằng mình nên hỏi xin Thượng Đế những gì? Bạn không biết Thượng Đế là gì, hoặc Thượng Đế thực sự muốn gì. Nhưng trong bạn vẫn luôn xuất hiện cảm giác lo sợ, cảm nghĩ rằng mình phải hỏi xin, mình phải cầu nguyện, mình cần được che chở. Tâm hồn bạn liên tục sục sạo mọi ngóc ngách để tìm kiếm một điều gì đó. Nó liên tục ham muốn, tham lam, cảnh giác, so sánh, phán xét, và thế nên nó không bao giờ được tỉnh lại. Bạn hãy quan sát tâm hồn của chính bạn xem, và bạn sẽ nhận thấy những gì đang diễn ra. Bạn sẽ nhận thấy rằng tâm hồn mình đang cố gắng kiểm soát chính nó, đang cố gắng kiềm chế, ngăn chặn, đàn áp chính nó nhằm tìm kiếm ra một hình thức hài lòng, thỏa mãn nào đó. Bạn sẽ nhận thấy rằng tâm hồn bạn vẫn liên tục đòi hỏi, tìm kiếm, đấu tranh, so sánh. Chúng ta gọi một tâm hồn như vậy là một tâm hồn tỉnh táo. Nhưng liệu nó có tỉnh táo không? Chắc chắn là một tâm hồn tỉnh táo là một tâm hồn tỉnh tại, chứ không phải là một tâm hồn liên tục săn đuổi hết thứ này đến thứ khác, giống như một cánh bướm trong vườn hoa. Và chỉ có một tâm hồn tỉnh tại mới có thể thấu hiểu Thượng Đế là gì. Một tâm hồn tỉnh tại không bao giờ đòi hỏi điều gì ở Thượng Đế. Chỉ có một tâm hồn suy bại mới đi van xin, quỳ lụy. Những gì nó van xin, nó sẽ chẳng bao giờ có được, bởi vì những gì nó van xin, tìm kiếm là sự an toàn, sự hài lòng, sự chắc chắn. Nếu bạn hỏi xin bất kỳ điều gì từ Thượng Đế, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Thượng Đế. Người chất vấn, sự cao quý đúng nghĩa là gì và làm sao tôi có thể cao quý được? Krishnamurti, bạn thấy đấy, điều bất hạnh ở đây chính là việc chúng ta muốn mình trở nên cao quý. Tất cả chúng ta đều muốn được cao quý. Chúng ta muốn trở thành một Rani hoặc một bộ trưởng. Chúng ta muốn trở thành những nhà phát minh tài ba vĩ đại, trở thành những nhà văn nổi tiếng. Tại sao vậy? Trong giáo dục, trong tín ngưỡng, trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống, chúng ta có rất nhiều những ví dụ điển hình, những nhà thơ vĩ đại, những nhà hùng biện lừng danh, những chính khách đặc biệt, những người hùng vĩ đại được nêu cao để làm gương điển hình, và chúng ta muốn giống như họ. Khi bạn muốn giống một người nào đó, bạn đã tạo ra một mô hình hoạt động cho chính mình, không phải vậy sao? Bạn đã đặt ra một giới hạn trong suy nghĩ của mình. Bạn bị trói buộc trong một số giới hạn nào đó. Vì thế, suy nghĩ của bạn bị cứng nhắc, hạn hẹp, giới hạn, méo mó. Tại sao bạn lại muốn trở nên cao quý, trở nên vĩ đại? Tại sao bạn không nhìn thẳng vào thực tại về chính mình và tìm hiểu điều đó? Bạn biết không? Ngay tại khoảnh khắc bạn muốn trở thành một người nào đó, thì chính lúc đó những đau khổ xuất hiện, những xung đột xuất hiện, những ganh tị xuất hiện, những ưu phiền xuất hiện. Nếu bạn muốn được giống như Đức Phật, thì điều gì xảy ra? Bạn liên tục phấn đấu nhằm đạt được lý tưởng đó. Nếu bạn là một người ngu ngốc và bạn tha thiết muốn được thông minh, bạn sẽ liên tục cố gắng bỏ mặc thực tại về chính mình và bạn chăm chăm vượt qua nó. Nếu bạn là người xấu xí và bạn muốn được đẹp, bạn sẽ nóng lòng mong đợi điều này mãi cho đến khi bạn chết đi, hoặc bạn sẽ tự lừa phỉnh chính mình với suy nghĩ giả tạo rằng mình rất đẹp. Vậy thì, khi nào bạn còn cố gắng nhằm trở thành một cái gì đó khác hơn so với thực tại về chính mình, thì khi đó tâm hồn bạn chỉ tự làm nó kiệt sức mà thôi. Nhưng nếu bạn nói tôi là thế này, đó là sự thật và tôi sẽ tìm hiểu khám phá sự thật này, thì khi đó bạn có thể vượt qua được
vì chính việc bạn thấu hiểu được thực tại về bản thân mình sẽ giúp bạn có được một sự thanh thản vô cùng, sự sáng suốt vô cùng, một tình yêu cao thượng trong tâm hồn mình. Người chất vấn: tình yêu không phải là được đặt trên nền tảng là sự thu hút hấp dẫn sao? Krishnamurti: giả sử bạn bị hấp dẫn bởi một phụ nữ đẹp, có điều gì không ổn trong chuyện này? Bạn biết đấy, khi bạn bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ hoặc một người đàn ông nào đó hoặc một đứa bé nào đó, thì điều gì thường xảy ra? Bạn không chỉ muốn ở bên người đó mà bạn còn muốn sở hữu người đó. Bạn muốn gọi người đó là của bạn. Thể xác bạn cần phải được ở bên cạnh thể xác của người đó. Vậy thì bạn đã làm gì? Sự thật là khi bạn bị lôi cuốn hấp dẫn, bạn muốn sở hữu, bạn không muốn người đó nhìn bất kỳ một người nào khác hơn bạn. Khi bạn xem một người nào đó là của bạn, thì đó là tình yêu sao? Rõ ràng là không. Khoảnh khắc tâm hồn bạn tạo ra bức tường rào của tôi quanh người đó, khi đó không hề xuất hiện tình yêu. Sự thật là tâm hồn bạn vẫn đang liên tục thực hiện việc này. Đó là lý do tại sao chúng ta đang thảo luận về vấn đề tìm hiểu xem tâm hồn vận hành hoạt động như thế nào. Và có lẽ khi tâm hồn ý thức rõ sự vận động của chính nó thì nó mới có thể tỉnh tại được. Người chất vấn: kinh cầu nguyện là gì? Liệu nó có ý nghĩa gì với đời sống hàng ngày của chúng ta không? Krishnamurti: tại sao bạn cầu nguyện? Lời cầu nguyện là gì? Hầu hết những lời cầu nguyện chỉ là những lời van xin, đòi hỏi. Khi bạn đau khổ, bạn luôn ấp ủ trong lòng mình những lời cầu nguyện như thế này. Khi bạn cảm thấy cô đơn, khi bạn thất vọng, khi bạn ưu phiền, bạn hỏi xin Thượng Đế, bạn hỏi xin Chúa Trời giúp đỡ. Vì thế, những gì bạn gọi là lời cầu nguyện chính là những lời van xin. Các hình thức cầu nguyện có thể rất đa dạng, nhưng mục tiêu ẩn phía sau chúng thì thường rất giống nhau. Đối với hầu hết mọi người thì lời cầu nguyện là một hình thức van xin, nài nỉ. Bạn cũng làm những việc như thế sao? Tại sao bạn lại cầu nguyện? Tôi không có ý muốn nói rằng bạn nên hoặc không nên cầu nguyện đâu nhé. Nhưng tại sao bạn lại cầu nguyện? Bạn cầu nguyện nhằm có thêm nhiều kiến thức, nhằm có thêm nhiều sự tỉnh tại trong tâm hồn chăng? Bạn cầu nguyện rằng thế gian này sẽ không còn những đau khổ, ưu phiền nữa chăng? Khi bạn cầu nguyện, bạn thường hỏi xin Chúa Trời hoặc một vị thánh nào đó xin được có đầy bát cơm, không phải vậy sao? Bạn không hài lòng với những gì đang xảy ra trong thực tại, với những gì Thượng Đế hoặc Chúa Trời đã ban cho bạn. Bạn muốn có một bát cơm đầy, đúng như những gì bạn ao ước. Vì thế, lời cầu nguyện của bạn cũng chỉ là một sự thèm muốn, một sự van xin. Nó là một nhu cầu mà bạn muốn được thỏa mãn. Thế nên, đó hoàn toàn không phải là một lời cầu nguyện. Bạn nói với Chúa Trời: tôi đang đau khổ, xin hãy giúp tôi được hài lòng. Xin hãy trả lại anh trai tôi, con trai tôi. Xin hãy giúp tôi được giàu có. Bạn vẫn liên tục duy trì mở rộng những nhu cầu của mình. Và rõ ràng đó không phải là những lời cầu nguyện. Điều quan trọng là bạn cần phải tìm hiểu chính bản thân mình. Tìm hiểu xem tại sao bạn vẫn không ngừng đòi hỏi một thứ gì đó. Tại sao những nhu cầu này luôn tồn tại trong bạn? Tại sao thôi thúc muốn van xin này lại luôn tồn tại trong bạn? Bạn càng hiểu sâu sắc về chính mình qua việc ý thức rõ bạn đang nghĩ gì, bạn đang cảm nhận ra sao, thì bạn càng khám phá được sự thật về thực tại. Và chỉ có sự thật này mới có thể giúp bạn được tự do. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.